Anh em mình xin chào cả nhà ngày mới. Chào nha, buổi sáng á. Mời nha, uống cà phê nè. Phơ đi thu tôi lùi. Việc làm lần 8 sao anh em mới dạy nha. Dạy chứ, từ cho nó cũng anh em à. Anh em biết đâu. Biết đâu. Một vô một số khác. ai chịu thôi. Chịu thôi chứ. Uống phơ xong anh em đi gọi cá làm một nồi cá kho. Kho xả. Không nửa nâu rồi. Nửa nâu rồi chứ, cá đâu có nhiều đâu. Có đâu, có cá đâu mà ăn nâu tròn. Mà điểm hôm mà mấy anh em ăn trứng lộn mình chịu không nấu luôn, muốn dìa luôn á. Mà đường xa quá nên không dìa được, không gần gần chắc cũng dìa. Rác rác nhìn lại. Hôm nay còn trứng bún qua mời thằng rừng núi nè. Còn lại chắc cái nữa thì sẽ hướng lại, luộc hâm lại. Sáng thì mình có quay dính được ba con gà lóc với lại một con cá chạch, chạch lấu. Cái này to mà này bị chết rồi, ngập thở chết. Cũng nghe đâu, hôm nay chưa chết đấy. Dạ, phải như vậy chứ ấy. Vậy đó, cái đây ở trên đây có cái sẹt ông ơi, còn cái sẹt này, cái đây cái mã mà nó bị chết rồi, còn ương chứ không biết, chứ nó ăn được không biết đâu. Thanh được đây mày. Thôi mày khai cho sao cầm mày ra. Trâu thấy. Trâu. Đợi xảy vậy, nó búng, con này búng mạnh lắm. Được chưa? Được chưa? Được rồi, cầm được cái đúng cái đâu gì đâu. Việt Nam không biết nói. Đợi gì tao không ơi. Chú gỡ đợi xảy vậy trời đất. Chú gỡ mà. Bỏ bắt đầu chết không? Đợi bỏ vô xoan nó búng á. Chú gỡ nó chạy. Cái nhét tù đó nè, đây là cái chạch lấu nè. Ráng cái xiên ráng hả? Xiên ráng chỗ cái thôi cho chỗ chục con này thôi cho chết được vậy không? Cái này anh muốn gỡ ngang mà anh gỡ lắm. Anh gỡ lắm mà không muốn gỡ. Thua. Anh tưởng ráng ấy, anh không dám. Mì cái đã quá rồi nha. Cái này thôi cho giá trị luôn. Mà ấy là có cọt đâu mà sao nó dính hay ta? Không hiểu có cọt đâu, dính lưới này, rách lưới hết vậy. Trời ơi, có cọt ở đâu đất. Còn sống hả? Còn sống. À, con này còn sống, con người chết đâu. Rồi chết đâu? Chết đâu. Hay ta. Này tụi đông ớt chứ. Đục nó bơi. Đục nó bơi. Hồi là sáng. Sáng rồi dính cái trâu đẹp dữ ra. Cái trâu đây nuôi cảnh đẹp nè. Ừ. Cái đỏ nó, cái quay nó có. Cái quay nó có gì màu đỏ đỏ như xanh xanh á. Nhiều màu lắm. Nhiều màu. Như có sấy nữa này nha. Trong xô này mà nó vậy nó nhiều nhiều loại cá lắm. Cái chạch lấu tôi bỏ đây đâu, cái chạch lấu này, cái lóc này, cái trứng rồi cái triền, cái trê, cái trứng chỉ, cái lúi, wow nhiều lắm. Đó. Mấy cái lóc này thì mấy em đánh vẫy này, chứ đợi vẫy ăn là xám lắm. Cắt đầu luôn, đầu đó đâu ăn đâu, cắt đầu hết. Wow cá đã quá đã đây. Cái chạch thấy nè. Cái chạch đây nè, tôi cắt làm hai nè. Cá mà mình kho mình bỏ xả và nó cực kỳ là thơm luôn. Vô gia vị này. Không có gia vị nào bằng gia vị đây hết. Phải không? Sáng này chắc ngon biến nè. Biến chứ, kho rục nha, thiệt rục. Rồi xong cá đây. Mùi đắp đây. Ý, có hồn đọt điện thanh thân rồi. Ông thường lý dân đá. Ông bông, ông nuôi lá ngổ hả? Ừ. Ngổ có ngổ niêm luôn. Đó. Ôi cái này. Nó bỏ vô rồi. Thơm nước mũi á. Trời, nước đá đó nước á. Nửa tiếng nữa ơi, ra rụt nha.
Chìm nước không? Chìm nước này. Chìm trong nước thôi, mà nó khô phải không? Ừ. Biệt cá này. Nước nhiều hả không? Nước nhiều trang cơm em. Rụt hết rồi hả không? Chắc rụt hết rồi. Con luôn vậy. Thôi đem mời nhà ăn sáng nha. Mời nhà ăn cơm sáng nha. Sợ ăn trưa. 9 giờ rồi nha. 9 giờ chứ hả? Hai anh em mình này, ăn cơm sáng muộn lắm. Rồi, giấc đây. Ý, trời ơi, có hộp tiêu đã giữa không? Cá chạch. Gỡ không? Gỡ đâu? Không bao giờ gỡ ngay. anh gỡ là không gỡ. Anh dứt dạc không gỡ vậy. Sâu khôn người ta. Dạ. Đấy, ôi trời ơi, đã đo người nhau. Bọc khô này. Ê bài. Vừa chưa? Vừa. Hợp lý. Ngon. Đã đo. Rồi, tụi em không khúc đấy nha. Công anh gỡ lại được anh khúc trơn. Mình rất bổn phận mình không gỡ. Mà như vậy đó cả nhà, để mình không thấy cái đầu rồi, thấy cái đầu. Không thấy cái đầu không? Nhiều quá. Cái chặt này quá tuyệt vời mà. Cái chặt này như nó lẩu ăn ngon lắm nè, thấy không? Ừ. Nó mà mưa nước đục á. Ừ. Cầu đẹp quá. Chúng xong thì cá chặt được nhiều rồi. Có chặt nhiều quá, mới chặt con. Đầu người khác. Nhưng mà chiều này mình đi bảy phút không có là chắc đến đây chắc ăn cá toàn tập ạ. Bảy bóng như sao anh ta chuyện gió ơi. Bảy bóng thôi. Anh em lên núi thôi. Lò quay xong mà mới mang dây. Bên kia sông này. Bây giờ này đẹp quá, đẹp đây mà. Giờ này là giờ người ta nghỉ trưa rồi mà giờ này hai anh em mới đi làm. Dạ, cuộc sống hai anh em nó trái ngược vậy á. Đúng rồi. Cái đá nhiều gốm nhiều không? Không ăn được cái đá đây chịu ạ. Nước dòng nước chảy đây mà thả lưới đâu được. Cái chỗ này hồi mấy em lội vào có mạnh nữa là tới cổ á. Bây giờ nó cạn rồi, tới đầu gấu rồi. Bờ mười mấy nữa. Trên giữa màn hình mình này có một cái lỗ đen á. Đó, người ta cả nhà thấy ong không? Đó là ong vú nha. Chỗ này thì mình đã thấy từ năm ngoái à, tới giờ nó vẫn còn. Không ai lấy thì nó vẫn ở miếc à. Bay này càng ngày càng đông không? Nó bay xung quanh khá là nhiều luôn. Tạm thời thì hai anh em cứ đi vừa đi vừa tìm. Cái tổ ong thì tầm khoảng cỡ còn khá là xa, đi một đoạn nữa mới tới lận, đi khoảng tầm gần một tiếng nữa mới tới tổ ong đó. Trước mắt thì hai anh em cứ đi vừa đi vừa tìm nha. Hai anh em chia nhau ra tìm nha. Rồi ok, vậy nha. Sau một hồi đi tìm kiếm nữa thì hai anh em không có phát hiện được tổ mới á. Thì tới cái tổ cũ hôm qua mấy anh em thấy mà không có bắt á. Hôm nay mang đồ theo để đi bắt. Để mà nhận biết ong nào mà nó có mật ấy, cái nhà sẽ xem ở sau đây này là cái tàng, cái nhộng ong của nó. Ong phía trước đây thì sẽ có bông mật, thường thường nó sẽ bự hơn cái tàng nha. Nếu mà cái tổ nào nó bằng với cái tàng thì cái bông mật nào á nó bằng với cái tàng ấy thì nó sẽ không chưa có mật đâu, nó mới làm. Còn này thì nó to hơn cái tàng rồi, chắc chắn là sẽ có mật. Tổ này cũng nhỏ, nó cũng không to lắm. Ong thì nó sẽ đóng. Thứ nhất là nó sẽ lựa một cái kèo to, ngon, đẹp. Và thứ hai thì ở trên nó sẽ trống này, để nó bay vào bay ra cho nó dở. Nhiều cây có kèo đẹp nhưng mà ở trên nó rộng quá, không có chỗ trống thì nó sẽ không đóng đâu. Bây giờ hai anh em tiến hành bó cái khối rồi bác nha. Tổ này tầm khoảng gỡ 7 mét rồi nha. 7 mét á. Cả nhà xem này. Muối nó còn đông hơn ong nữa mà. Khiếp lắm. Trong cái rừng này, rừng nó non á. Rừng non dạng như dây leo không á. Nó sinh muối cực kỳ luôn.
anh em đi trên đường tìm ong mà nó bu theo ở sau này, chỗ nó kêu điếc tai luôn mà. Dữ lắm. Cốt không ơi. Ủa nó cốt nó kêu biết thằng ấy chứ. Bồng này. Ờ. Cái bồng này nó bay phật 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 nữa này. À bồng nó cốt á. Cái tổ này nó không thấp ấy, nên là mình ở dưới mình quay luôn, khỏi đeo cái camera lên. Mày bay ra. Non không? Non treo à? Trung cũng được á. Ô, con dao thấy không? Dạ không. À, trung bên đâu? Nở hết bên con không? Ui. Mọc phải hết rồi không? Ui, vô cái bông mọc này đã dữ ta. Đã hết đâu. Mấy lít? 4 lít. Ồ, bên đây nở to hết rồi không? Đổ tác lại không? Ờ, đổ tác lại chưa? Đổ tác cho nợ con chưa? Cái này nó bị hư nữa mày. Hư quá nữa không? Nữa. Ờ, thôi cẩn thận. Cẩn thận. Cái tổ này mình quay thấy con ong nó rõ luôn. Lỗ mặt này thấy nó chi chít luôn. Con nhà ong này chăm chỉ cơ. Làm những cái tổ, những cái lỗ mặt nó thấy nó đều nhau hết luôn. Rồi bắt đầu ong tấn công mình nè. Ở dưới đây bụi hình gì vậy? Phóng hoa ấy thầy. Phóng hoa con không? Ờ, đợi cho anh đây, con bóng đợi cho anh vô luôn. Ở trên đây nó có trâu, dưới đây là trâu, quá trâu đó á. Không có khói ấy, là ong nó sẽ tập trung vào con người mà nha. Mà có khói thì nó tản ra. Chúng dít hết luôn, khiếp lắm. Chúng tổ này thấp nữa ấy. Trời ơi, ông nó chui ngay chỗ cái lỗ này kìa nha. Nó chui vào đóng mình hai phát á, mình lật mình chạy xuống khói. Hả? Cái lỗ này mình không có may được do nó cống ấy. Nó chui vô nó đóng được hai phát, ui. Lật đật chạy xuống lửa, anh thấy các mặt không? Bó tay. Em có khói là chết luôn. May bị lỗi kỹ thuật à. Ở đâu? Vàng hả? Vàng. Một lít không? Đổ thử. Cả 3 lít rượu. Mọc ở đây ngon chứ? Mọc đây ngon á. Ủa nhỏ xíu phải hết rồi, để đâu rồi. Cả 3 lít rượu. Đúng không? Đó cổ đó. Đó cổ này. Chục phát vậy á. Chục phát vậy ơ mình liền. Hai phát nghe liền lý gì. Còn ông nào quánh. Nào quánh là đánh á. Đánh á chứ không phải ấy hả? Đánh. Đánh cảnh cáo á. Cái tàu review. Thằng em nghỉ chút cô tiếp tục nha. Lại được cái người đi. Đây. Nóng quá. Lâu quá. Hai anh em đi một hồi thì cũng đã thấy được cái con suối, suối rách, suối nhỏ. Bây giờ hai anh em cứ xuôi theo cái con suối này. Tìm cái chỗ trống ấy. Thật là trống ấy. Xem mà ông nó có lấy nước không. Rồi bắt đầu mình mới đi theo hướng của nó đi tìm nha. Chứ con mà cái rừng này nó thật chứ. Hai anh em mà đi tìm thì không cách nào đi được. Rừng dây không à. Quay... đi phải được phừa đi vừa dọn như thế này này mất thời gian. Thứ hai nữa mình lo mình dọn ấy mình không có đợi trên cây được, cho nên là không cách nào mà tìm thấy ong đâu. Sớm giờ mình đang ở trên ngọn núi đây này, đâu sổ ra đây, sổ theo suối ra đây, ra đây gặp rẫy, bệnh dắt núi này có rẫy này. Hai anh em mới nghỉ xong, bây giờ bắt đầu tiến theo cứ rẫy này.
quọt chưa, quọt theo cái đuôi đuôi xong thật tháo quá, về trái luôn. Ra không cho nhàng ấy, nhàng đó hết. Thôi nói chứ, nó kén là kén ngay giờ. Hai anh em cũng về trại tắm lửa, lót dạ ít cơm nguội á. Bây giờ tôi tiếp một đi kiếm ăn, đi bày cúc à. Thì anh ra kia anh kêu máy trước à. Xem thử có đánh khoảng tầm 3-4 nhà, nếu mà không có chắc về trại luôn á, nghỉ ngủ luôn. Hết đúng không cả nhà ạ? Trên này sao mùa này nó ít được ăn quá. Như vậy là có bẫu rồi nha, là ốm kia này. Bây giờ mình em về đây họ sẽ xe đánh nha. Bẫy cúc thì mình em dùng bẫy thòng lọng. Bẫy này ở năm trước, năm ngoái mình em có làm mà bỏ lâu quá nó không sử dụng á, dây cước nó cứng hết rồi. Không biết là nó có dính nữa không đây nè. Thì mình em cứ bẫy thử thôi chứ hết được rồi. Không được là chắc chuyến này bỏ nó ở đây luôn, về làm lại cái khác. Lâu quá lâu mình em mới nhử lại này, luộc ngờ hết rồi. Cái bẫy này nó bị lâu quá nó cứng sợi dây cước ấy, cho nên nó chui qua chui lại biết mà nó không dính. Nó chui mấy lần ạ, chẳng mới dính con cua còn con mái nữa. Chui hút mà chết rồi. Thì đi chuyển khác hả chứ? Đó là chuyển đó luôn không? Cúc không về thì mấy anh em đi về trại. Anh Cúc mà đi sớm chứ mà cũng dính được con. Hả? Con một à? Ba con dính được con. Ba con được dính được con. Tính dính đó nha. Đây nếu mà thật sự đi trâu đi bên hít là đi khu rồi này đi. Đi đem đồ nhào đấy. Chợ đi ra ngồi đấy, đi hai đêm đấy. Để trong một trong cặp đẹp. Qua đây cạn này, cạn ở đây rồi. Hả? À, không phải cạn đâu, giờ có mùa ở đây nó đấy. Mùa này không phải mùa đi xem. Nghe đồng phát ghế không? Mùa đây đi xem đồng. Sau cơn mưa thì trời lại tạnh, mưa nó cũng nhỏ xíu, bay cho vài hột à. Giờ mình em chương trình là ăn thức, ăn tối. Ăn tối.
Một con cút thì chắc nó lấy giang. Lấy giang kia. Anh Thi ảnh nãy anh gỡ được vài con cá nữa. Một cái bóng, bốn cái trắng. Đang luộc cái nồi anh lại gang nhớ. Gà cồ luộc. Đấy, gà cồ xác lát luộc này. Nguyên khúc vậy. Nguyên khúc. Chung tối nay cũng đơn sơ, cũng không có gì quay cho nhiều đâu. Một cơm tối muộn của hai anh em. Cá nướng, dì leo quả, hai quả. Canh cút nấu lấy da. Gà cồ luộc nữa. Chiếc mũ ớt này nó đã quá trời luôn. Mời nhé ăn cơm ơi. Hai anh em mời nhé ăn cơm nhé. Nhé ăn cơm uống rượu cùng anh em nhé. Màu ít ngon quá, màu cả nhà nó nhỏ quá. Màu bé á, mình phải nói màu bé rồi chứ. Bây giờ anh em mình có gì uống á. Màu béo không? Màu béo lắm, béo rèn nha. Mời nha nghe. Uống rượu. Có cũng bài rõ. Lên ly chúc mừng. Được con cút. Chúc mừng ạ. Nếu không chắc con cá toàn tập. Chúc mừng bội thu được con cút quá luôn không? Mời ông ca cho vụ ra ăn nha. Giờ có gì nữa thôi. Mưa mà làm hàng phá chỗ mấy bạn. Hàng Mỹ á, không phải hàng Việt Nam đâu. Ngon. Mời bạn hơn. Lâu quá lâu rồi mới ăn được thịt cút đấy ông. Cút lâu rồi chứ. Không. Lâu lét rồi. Rồi nha nghe. Ngon. Ngập mơm ạ. Y bà. Hợp lý quá. Mà không có. Để xuống luôn, ngon lắm. Mạnh rồi, quét mà mạnh mỡ vô chút nữa. Mạnh rồi. Ôi sao lọt bé đâu vậy. Đợi vô một cái. Liên lạc đây cho đừng có nhấp nhé. Nhữ nó chạy miếng đây này. Chạy miếng hả? Quất cái đùi gà cổ nồi này. Nè, ức gà cổ nồi này. Thấy chưa? Cứ chịu nấu, mơ mang nha. Có gì quá. Gà này giá trị không? Gà này ăn ngon. Thử đua gà ơi. Tên gà tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời. Làm miếng cá đi. Trông riêng con vậy. Ủa sao là con. Bó con nhiều quá. Thứ chịu nổ. Thứ chịu nổ. Chắc các hai anh em xin kết thúc video để đi ngủ nha. Bây giờ quay ngày mai em quay tí nữa rồi tạm biệt cả nhà luôn. Quay mãi cho em rút luôn ạ. Chị sau quay tiếp nha. Chúc em ngon nha. Bye bye nha nha. Anh em chào cả nhà ngày mới. Chào nhà buổi sáng nha. Buổi sáng tinh mơ. Tinh mơ làm điếu à? 7 sao, 8 sao. 9 sao rưỡi không? Làm điếu ơi. Sáng nay anh em trà lá xong thu được hành lý rồi bắt đầu về nhà nha. Chung là chỗ nào mà ngon ấy, mà hay thì mấy anh em sẽ ở lâu, còn không hay thì mấy anh em chuyển khu thôi. Rút luôn. Ở đây biết cũng đâu có gì đâu vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Bữa giờ lên 3 ngày, 4 ngày, ngày thứ tư phải không ta? Mà được có hai tập phim. Không, em mua đồng phương yêu phương mà mình mơ mình ở qua đầu sao ở trong mơ nó ý gì vậy anh? Nói chung mình không dám nói chuyện nó này, không có tới gần nó luôn. Thấy nó vậy thôi. Thấy nó vậy á. Đồng phương ấy.
tinh đầu mới tinh giang dở, mới tinh đầu ấy, mới tinh giang dở. Yêu đau thương không nói thành lời. Như vậy là đồ đạc thì mấy em cũng đã gọn hết lại hết rồi, giờ chắc gỡ nó bạc nữa rồi, tiến hành về nhà nha. Thôi, cho đến đây anh em xin dừng tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng hai anh em nha. Giờ chắc có lẽ là bye bye, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở series tiếp theo mấy anh em. Bye nha nghe, tạm biệt cả nhà nghe, hẹn cuối tuần gặp lại nghe, tụi được vui vẻ cả nhà.